달라 하루 아침에 전부 탄지 달려 달려 내가 벌어 내가 사지 달려 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 난 원해 cruising on the 널 사랑하는 기질이 기질이 그래 나는 마저리 마저리 난 너한 재는 거머리 반저리 이 세상 너 하나면 돼 아 bây giờ mình đã tắm xong rồi cho nên rất là mát các bạn. Mỗi ngày thì mình tốn khoảng 10 tới 15 20 phút cho cái việc mà chăm sóc da rồi xong rồi chuẩn bị đầu tóc để mà đi ra ngoài đường như thế này. Nữa là bước serum. Tiếp theo là kem khóa ẩm. Cái này gọi là gì ta? Kem chống nắng, đúng rồi, mình rất là thích cái kem chống nắng này của Banobagin. Thế là xong được cái da mặt rồi, các bạn sẽ có cái làn da giống như mình. Nhưng mà có một cái mình cực hơn đó chính là cái đầu. Làm tóc mỗi ngày là một cái cực hình với mình các bạn ạ. Nhà Adia Plug Cure. Đấy thì sau đó thì các bạn sẽ lấy tay hạ hạ nó xuống từ từ chứ các bạn đừng có hạ nhiều quá. Thì nó sẽ tạo ra cái kiểu như thế này. Ôi mình chuẩn bị này nọ lọ chai xong hết rồi. Thì hôm nay mặc đồ đơn giản thôi, đây là cái áo khoa của trường mình. Mình sẽ mặc này đi ra ngoài đường nhưng mà tí nữa thì mình sẽ lấy điện thoại mình quay. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì cái máy quay này nè, nó bự quá. Cho nên đó là khi mà đi quay mình rất là bất tiện các bạn. Tại vì bên Hàn Quốc có một cái luật là không cho mình quay, được phép quay người khác. Cho nên là tại vì làm như vậy cho nên là có rất nhiều người Hàn Quốc, người ta ảo tưởng là lúc mình đang cầm máy quay như vậy người ta tưởng là quay người ta, cho nên người ta tỏ vẻ rất là khó chịu, cho nên là mình cũng rất là ngại xài cái máy quay bự chà bá như vậy đi ra ngoài đường, cho nên mình sẽ quay bằng điện thoại. Mà các bạn cũng biết ở đó, điện thoại thì nó không quay đẹp bằng cái máy này được, cho nên là các bạn thông cảm nha. Bây giờ thì mình đang dọn đồ bỏ vô trong cái bao này. Các bạn sẽ hỏi là mấy cái túi này là cái túi gì? Chỗ mình đang đi làm á là viện ngôn ngữ của trường đại học quốc gia Busan. Mình làm ở phòng phòng trường thì mấy cô cho mình mấy cái túi này. Đấy. Đây là cái quà lưu niệm của trường đại học quốc gia Busan đấy các bạn. Đây là cái túi du lịch với rất là nhiều mấy cái túi nhỏ nhỏ bên trong. Thế nên là mình lấy cái này thì cô cho mình hai túi. Thì mình đem cái này về để tặng cho mấy đứa học sinh đang học bên chỗ của mình đang dạy á, là mình đang dạy lớp tiếng Hàn online á, cho nên những cái bạn nào học giỏi luôn này nọ, xong rồi mình sẽ lấy cái đó tặng cho mấy bạn học giỏi đấy. Rồi nữa là đây là cái set mỹ phẩm để gửi cho chị mình đấy. Nên mình sẽ vác cái túi này đi, nó cũng khá là nặng các bạn, cầm đi chắc mệt lắm. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi, đây trễ lắm rồi đó, mình thức dậy đến lúc 2 giờ chiều và đến tận 5 giờ rưỡi mới ra khỏi nhà, là các bạn biết mình mò cỡ nào rồi đó nha. Yeah, yeah. Come and be my love, baby. 멍하니 서서 막 고민해 나 이거 진짜 잘하는 짓인지. Yeah 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 yeah. No 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 no. 난 집이라고 해 무작정 인사할까 내 전화번호야 쪽지 두고 도망칠까. Yeah 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 yeah. No no no. 지금이야. 눈이 마주치고 있잖아 놓치면 후회할지 몰라 더는 망설이지 마 이상하게 생각해도 어쩔 수 없어 반했으니까 You're my heart shaker shaker 놓치기 싫어 My heart shaker shaker 바보처럼 안 기다려 내가 말할래 반해버려 버렸으니까 mình đã đi tới được
Iga Topo rồi. Ở đây là cái nơi có một cái hai cô chú người Việt Nam sống ở đây, cho nên hai cô chú này chuyên gửi đồ về Việt Nam ấy. Nãy giờ đi từ chỗ mình ra đây hết cả một tiếng đồng hồ đó. Bây giờ mình đang đứng ngồi chờ tàu điện ngầm, cho nên là ở đây vắng tanh luôn, không có ai hết. Tại cái ga nó vắng. Chứ mà nếu thường thì mình thấy tàu điện ngầm phổ biến ở Seoul với lại là Busan, còn mấy tỉnh khác thì thường thì hầu như là không có. Mà nếu có người ta cũng xài nhiều, đa số người ta xài xe buýt. Nhưng có một cái mình rất là ghét khi mà mình đi tàu điện ngầm của Hàn Quốc, các bạn biết là gì không? Cái thằng quỷ nó khác hoài. Ôi trời, cái thằng này. Mày có im đi không thì bảo. Xong rồi đó, đừng hát nữa nha, đừng hát nữa nha. Rồi quỷ tàu qua rồi. Thì khi mà người ta ăn hành như vậy thì hơi thở người ta ra mùi hành, nó rất là hăng, khó chịu cực kỳ luôn. Người rất là ghét cái mùi đó. Rồi lâu lâu có những cái người ta đem đồ ăn lên tàu điện ngầm, hay là người ta đem cá chết. Hồi nãy có ông nào á, ông đem con cá chết lên tàu. Trời ơi, nó thúi quắc luôn, mà nó không biết là mùi gì, nhưng mà nghe mùi ra mùi cá chết. Không biết ông đem gì trong cái bịch đen xì lì á. Trời ơi, mà ngồi cái bên cạnh ông, trời ơi, thở mà thở không được luôn mà. Trời ơi, khó chịu cực kỳ luôn, mà cũng phải câm nhịn, phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn lắm á mới chịu nổi. Mình vừa mới đón lộn lo cho nên bây giờ mình phải đi đón ngược lại rồi. Đón ngược chiều mới ghê chứ. Bây giờ lại tốn hết 1.300 won để mà đi vòng ngược lại hướng mà mình muốn đi. Điên thiệt chứ. Hồi nãy mình có ghé con cha, mà con cha người đông người quá, người ta xếp hàng đông quá, cho nên mình rất là ghét cái việc phải ngồi đứng xếp hàng như vậy. Cho nên mình mới chỉ mua được cơm hộp ở hàng sốt thôi. Wow, đây đẹp quá. Đây là hoa đào các bạn. Hoa đào trên này nó đục hết trơn rồi, còn bắt đầu nó mọc lá xanh lên, nhìn mất, bắt đầu mất hết hoa đào rồi. Nếu các bạn biết như đây là cái trường mình ấy, nhà mình ở ngay trong trường luôn. Không muốn được trà sữa cũng tiếc quá, nhưng mà thôi chắc mình ra cái siêu thị gần nhà mình ấy, mình mua nước ngọt uống cũng đỡ. Bây giờ đã tới nhà rồi. Audio smart plug kêu. Mệt quá. Đây thì đây các bạn cũng biết đây là cái. Bây giờ cho mình đeo mắt kính tí xíu nha. Mình set up cái. Thì thường á, trước khi mình quay vlog á, mình phải quấn son, nhưng mà không phải là quấn nguyên một đống đâu, mà là mình thường thì mình sẽ chấm một miếng vào thôi, một miếng vào tay.
Cái này một chấm rất là nhỏ các bạn. Thấy không? Nè lấy cái nét tay tao nè. Đừng lấy cái mặt. Ấy da, thấy chưa? Ui da, cái máy lúc cần khôn thì không khôn. Thì có chứ, nhưng mà mình lấy một chấm rất là bé các bạn. Chát lên môi. Đây là cái cây sâm cắt tê, tiếng Hàn gọi là sâm cắt tê, nghĩa là cây dựng ba chân ấy. Cây gì chibot, đúng rồi, chibot tiếng Việt gọi là chibot tiếng Anh chứ. Thì cây này mình mua khoảng 2 năm trước. Mua ở Hàn Quốc thì 25.000 won là khoảng 500.000 ấy. Cây này rất là bự các bạn. Nên là các bạn đem ra ngoài chụp, ui trời đất ơi, bự, nói bự cái xong mới rớt cái này luôn. Tiếp nữa là mình mua xài cái đèn này. Cái đèn này cũng mua ở Trung Quốc luôn. Cái này cái cây cái sâm cắt tên này, cái cây đứng ba chân này thì khoảng 500 nghìn Việt Nam ấy, còn cái cây này mua Trung Quốc là khoảng bao nhiêu ta, 70 nghìn won. 70 nghìn won là gồm cái đèn là nguyên cả cả cái cây cây chân đứng của nó riêng nữa. Cây chân đứng của riêng nó thì làm bằng sắt các bạn, cho nên là nó chắc chắn hơn cái bằng nhôm nhôm như thế này, và nó rất là nặng. Ý, thì nguyên cái bộ này thì là khoảng 1,5 triệu Việt Nam, nhưng mà mình mua hai bộ lận. Một bộ thì mình em nói rồi, mình ít xài lắm, tại mình xài một cái thôi, cho đèn nó chiếu một góc cho nó thấy cái góc mặt lên. Thế là bình thường mình quay như thế nào thì mình ngồi dưới đất như thế này, có khi mình ngồi dưới đất hoặc là có khi mình ngồi trên đấy, nhưng mà bình thường thì mình ngồi dưới đất. Tại sao lại như thế này nè, để có gì đang quay giữa chừng á, mệt quá xong đâu. Để cho nó nghỉ cho nó đỡ mệt tí xíu đấy. Thì bình thường thì như các bạn cũng biết, lúc mình quay mình hay bỏ mắt kính ra nên là mình không thấy được cái gì đằng trước á. Thế là anh nhau, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Hormone. Smart Vlog có. 오늘 스마트 플러그를 Thì không껐어요. khùng này, sẽ cho mình con idea khùng ấy. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái chỗ mình làm edit. Đây là cái dàn máy của mình để ngay giữa đường trước cửa nhà vậy đấy, để mình ngồi đây cho nó tiện. Không thì mình quay ra cái khúc đằng sau để mà mình làm vừa nằm vừa coi phim cũng được. Đây là cái dàn này mình mua Hàn Quốc là khoảng có 5 triệu Việt Nam đồng mà. Đây là con Adia khùng. Đấy, đây là con Gundam mình thích. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình xài phần mềm gì để làm vlog ha. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi là anh ơi edit vlog dễ không? Thì thực tế mình sẽ mở cho các bạn xem một cái project nào đó ha. Thì thực tế là mình muốn cho các bạn xem nó, nhưng mà tại vì mấy cái vlog cũ ấy, mấy cái project cũ thì mình xóa đi mất tiêu rồi. Cho nên là bây giờ nó hiện toàn là file trống không mà, nên là khó chia sẻ cho các bạn lắm. Đây là bây giờ là sau khi mình đã rửa mặt đồ này nọ xong thì các bạn thấy bắt đầu cái râu này không phải là cái râu mà là mình hay mọc râu nhanh lắm, cho nên là sáng cạo xong cái là buổi tối nó lại mọc lại liền như thế này này. Thì giống như cái áo nãy mình mặc lúc mà mình quay clip ấy. Đây là cái quần chuối. Cái quần chuối này là mình đi thực tập xong rồi xin được cái bên chỗ kia cho cái quần chuối như thế này. Cute không? Cute dễ sợ ha. Bây giờ thì nằm lên giường thôi. Đóng sao không mới vô rồi nè, vô rồi. Và trước khi đi ngủ thì mình xin được hát một bài cho mọi người. Nói giỡn á. Bây giờ mình sẽ đắp một cái mặt nạ trước khi ngủ. Đây là mặt nạ của Vanobagi. Cái mặt nạ này hơi bị đắt tiền, hơi bị sang chảnh đó các bạn. Như là nghe nói một hộp là khoảng 700 nghìn mà trong đó chỉ có 5 cái mặt nạ thôi. Đây là mặt nạ giác vàng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ xài loại bạc này dùng để trắng da. Audio. Yotoshi kêu cho. Mình đã hẹn với con khùng Adi là mai 8 giờ kêu dậy rồi. Ê, còn bây giờ thì đi ngủ đây. Cảm ơn các bạn đã xem vlog nhảm nhí ngày hôm nay nha. Bye bye, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Adia. Smart vlog có. Hi hi.